Rồi khi mà các bạn mở cái VisualBox lên thì các bạn thấy là trong này thầy đã có ba cái máy. Cái máy này là thầy dùng để giả lập lập trình Android. Còn cái máy này là máy laptop Windows bình thường. Máy này cũng laptop Windows. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vô đây đó thì chúng ta không biết là cái máy của mình hiện nay đang lưu ở đâu. Thì lý do là máy của thầy thầy cài hai thằng này cho nên là nó chiếm dung lượng ổ cứng của thầy, làm đỏ quét lên rồi đó. Đây, các bạn nhìn thấy ổ cứng của thầy là đỏ lên rồi. Bây giờ thầy sẽ đi xóa hai cái máy kia đi để cho nó giảm dung lượng xuống. Mày làm sao xóa? Thì các bạn có hai cách để các bạn xóa. Một là xóa trực tiếp, hai là bạn xóa bằng phần mềm này. Như vậy thì bạn sẽ xóa bằng cách là bạn bấm chọn một cái máy bất kỳ, sau bạn chọn vô thằng machine thì ở đây nó có remove. Remove là bỏ đi. Nó hỏi rằng bạn remove là bạn chỉ remove ở cái trình VisualBox thôi hay là delete file luôn. Đó. Như vậy thì nếu bạn chọn là remove only, tức là ở đây mình không thấy nhưng trên ổ đĩa vẫn tồn tại, gọi là remove only. Còn nếu mà bạn chọn delete file thì lúc này trên ổ đĩa nó xóa luôn. Vậy làm sao mình biết cái file của mình đang ở đâu để mình kiểm tra thử dung lượng nó bao nhiêu, mà tại sao mà nó làm hết đĩa của thầy vậy? Vậy thì mình tìm bằng cách là vào setting. Setting. Đó. Advanced. Thầy đang cài trên ổ đĩa C cho nên hết đĩa là đúng rồi. Thầy vô ổ C thì mở thư mục này lên. Dán vô. Đây, hai cái máy của thầy. Theo các bạn, một máy dung lượng bao nhiêu? Đây là một máy laptop 2. Theo các bạn, một máy này dung lượng bao nhiêu? Chắc 4 GB này, 4 GB. Ok. khoảng 9 GB, ấy nó ghi 8 GB mà ta. À. 12 GB. Đó. Cái này nữa. 8 GB, 9. Cái này là mới vừa cài xong. Còn cái này là bọc thêm nhiều thứ khác. Cho nên là hai cái nó lên mười mấy GB. Khủng khiếp. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình xóa thử thì coi win này nó giảm không nha. Bây giờ mình vô cái thằng VisualBox. Thứ nhất mình cho nó nhỏ lại để mình thấy cái thằng win. Rồi. Bây giờ thầy sẽ vô đây. Thầy chọn là remove delete all file. Rồi ha. Delete all file rồi. Ở đây chưa thấy gì. Rồi bắt đầu thấy, thấy không? Thấy cực nhanh. Thấy cực nhanh. Mình quay trở lại cái thư mục lúc nãy. Mất rồi. Mất rồi. Rồi. Mình tiếp tục. Ở đây là đang trống 27 GB. Đang trống 27 GB. Tiếp tục xóa luôn cái phần này. Đang trống 35 GB. Còn nhiều thứ cần xóa nữa, rồi sau đó thầy sẽ xóa sau. Rồi ở đây chúng ta sẽ quay trở lại cái thư mục mà cài đặt Windows để chúng ta bắt đầu tạo một cái máy mới lại vào đây. Nếu như bạn nào muốn giữ thì có thể bạn chọn cái thư mục lưu á sang ổ đĩa D đi. Không, ổ đĩa D chúng ta có thể lưu giữ lại. Còn ổ đĩa C sau này chúng ta cài Win nó mất chẳng hạn thì chúng ta lưu vào ổ đĩa D cũng được, tùy. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tạo một máy mới nha. Tạo một máy mới, các bạn chọn New. Đặt tên cho nó. Tên cho nó giả sử như là Win. Các bạn nhìn như này nè. Chỗ này nó để đang đang gợi ý cho mình cài Win 7. Gợi ý cho mình cài Win 7.
Nhưng mà chỗ này thầy để là W10. Nó thông minh dữ không? Thầy đâu để Win 10 đâu. Bây giờ thầy để là hệ điều hành 10. Đó, bây giờ bỏ đi, new lại đi. Cũng là Win 7. Hệ điều hành 10. Không, không thấy. Nó không biết. Nhưng mà bạn để chữ W10 là nó hiểu ngay. Là hình như mình muốn cài Win 10. Còn cái chuyện mình muốn cài Win gì thì mình chọn ở đây. Mình muốn cài cái gì đó mình chọn. Đúng không? Mình cài Win 3.1, Win 95, Win 98, Win Vista, Win gì gì đó thì mình cài. Đó. Như vậy ở đây. Chúng ta chọn cái hệ điều hành. Lưu ở đâu? Nếu như mà bạn muốn lưu ở thư mục khác thì bạn chọn. Còn không thì bạn lưu ở ổ C. Ví dụ thầy chọn qua ổ D đi. Thầy tạo một thư mục làm máy ảo. À, tốt nhất là không nên viết có dấu và không nên có khoảng trắng. Máy ảo. Select folder. Rồi, ok. Next. Bây giờ ở thư mục máy ảo mình mở lên mình xem nó đã có gì ở trong này. Đó, có Win 10. Thấy không? Mình tạo là nó đã tự động nó đưa thư mục vô cho mình rồi. RAM. RAM là 2 GB. Khuyến nghị theo cách của người ta là 25%. Nếu mình cài hai máy ảo cùng lúc, máy thứ nhất 2 GB, máy thứ hai 2 GB là hết 4 GB. Vậy RAM của máy chính còn bao nhiêu? Máy ảo thứ nhất 2 GB, máy ảo thứ hai 2 GB, RAM của thầy chỉ có 8 GB thôi. Vậy máy ảo chính còn bao nhiêu GB? 4 GB nha. RAM ảo, máy ảo nhưng mà RAM thật. Nó lấy RAM thật nó xài chứ không có RAM ảo đâu. Đó. Cho nên nếu như mà bạn xài nhiều máy ảo cùng một lúc thì cái khuyến nghị này không còn được tốt đâu. Bạn phải giảm xuống. Giảm xuống. Khuyến nghị là nó cho mình khoảng 25 đến 30% RAM thực là máy thực chạy còn ổn. Còn nếu mà bạn lấy nhiều quá, máy ảo RAM lớn, bạn nghĩ là RAM 2 GB là xài tốt. Hai cái máy ảo quất hết 4 GB. RAM chính còn có 4 GB. Máy chính mà đã chậm thì máy ảo không thể nhanh được. Ví dụ máy ảo bạn cho 3 GB, hai cái hết 6 GB. RAM chính còn có 2 GB. 2 GB là cực kỳ ì ạch, mà đã ì ạch rồi cái thằng kia có 3 GB cũng chẳng làm gì. Cho nên chỗ này mình lấy tương đối thôi. Tổng dung lượng lấy khoảng cỡ 30%. Tổng cái dung lượng RAM mà lấy thì tổng 30%. 30 hoặc hơn xíu thôi, đừng có lấy quá nhiều. Ổ cứng HDD. Ổ cứng ở đây nó khuyến nghị rằng xài 50 GB. Một tí nữa mình có thể đổi được. Rồi, mình có tạo ổ cứng ảo không? Không tạo thì bấm đây. Có tạo thì bấm dưới. Còn ổ cứng ảo đã tồn tại rồi. Giả sử lúc nãy mấy cái máy mà mình xóa đó thì mình không có xóa hẳn, thì trong đó nó có cái ổ cứng cài rồi là 12 GB đó, thì mình chọn ở đây để mình lấy cái ổ cứng xài rồi đó mình cài. Mình xài tức là lúc này mình không cần cài Win nữa, bên kia cài rồi, giống y chang như là bạn mua một cái máy có ổ cứng. Nhưng mà cái tôi không mua ổ cứng bởi vì ở nhà tôi có ổ cứng rồi, về tôi lấy cái ổ cứng đó tôi cài, tôi xài vô trong đó có cài Win rồi, bật máy lên Win luôn, khỏi cần cài làm gì hết. Đó, như vậy thì nếu như mà bạn sử dụng cái ổ ảo mà đã tồn tại thì mục đích của mình là thế. Net. Ví dụ như là bạn A cài cái VisuBox này rồi, ổn mọi thứ rồi, thì bạn có thể copy cái đó cho bạn mình. Bạn mình mở VisuBox lên, add cái ổ cứng vô, thế là xong, không cần cài gì hết trơn ha. Như vậy là mình sử dụng ổ cứng đã tồn tại.
cấu trúc để mà quản lý ổ cứng. Cái này bạn tìm hiểu thêm giúp thầy ha, giữa các cái cấu trúc này có gì khác, nhưng mà thường chúng ta sẽ chọn cái đầu tiên. Rồi chọn 10 mm luôn. Đây, tên của ổ cứng là gì? Mặc định của nó là Win 10 VID. Dung lượng ổ cứng thầy nói lúc nãy là 50 g. Thì 50 g này bạn có quyền đẩy lên đến 2 tetra. Mặc dù ổ cứng thực bao nhiêu không cần biết. Tại sao vậy? Tại sao mà ổ cứng ảo mà đẩy lên đến được 2 t mà trong khi ổ cứng thực của thầy có 100 mấy, 200 g à? Mà sao mà thầy nói đẩy lên được 2 t? Nó lưu kiểu gì? Ảo quá ha. Ảo hả? Như vậy thì chỗ này nó sẽ như thế này. Đây là một cái ổ cứng của thầy. Giả sử như là lúc nãy chúng ta đang đang thấy ổ D của thầy đây. Ổ D của thầy hiện nay đang còn trống là có 167 g, thì cho 150 đi. Ha, cho 150 thì cho nó dễ. Như vậy thì cái thùng của thầy là 150. Đó, cái này là cái thùng 150. Và bên này thầy có một cái bao. Cái bao này thì nó có thể xếp lại gọn lại. Và cái bao này là 50. Thầy thả cái bao này vô cái thùng này được không? Chắc chắn được đúng không? Đó, thì cái thùng này nó rảnh đến 150 mà. Cái bao này có 50 thì thầy thả nó vô đây. Nhưng mà lúc đầu á chưa cài win, các bạn sẽ thấy là cái ổ đĩa của mình, thấy không, chưa cài win, chưa làm xong, tí nữa làm xong đi, các bạn sẽ thấy cái ổ đĩa của mình nó dung lượng bao nhiêu. Như vậy thì chưa cài win, chưa làm gì hết, thì cái 50 này nè, thực ra nó chỉ có một đường duy nhất à. Dung lượng có mấy ký rồi các bạn, nó không đáng kể. Cho nên cho dù ở bên này bạn tạo một cái ổ cứng nó có dung lượng là 2T, 2 TB, lớn dữ lắm, còn thả vô đây trong cái ổ đĩa D của thầy còn có 150 g, nó cũng chỉ có một đường vậy thôi ạ. À, hai bên giống nhau, 2T hay 50 g giống nhau, nhưng mà bắt đầu sử dụng thì khác ạ. À, đối với lại cái thằng này thì cái size tối đa của nó là 50, cho nên bạn có đổ nhiều cỡ nào đi nữa thì nó cũng chỉ chiếm có một phần này thôi, còn 100 còn lại là nó để trống cho những ứng dụng khác. Bạn muốn đổ thêm không được, full à, full disk 50. Còn nếu mà trong trường hợp đó bạn đổ dữ liệu vô đây, 50 nó phình ra đến đây, 100 nó phình ra đến đây, 150 nó quất hết luôn cái ổ đĩa luôn. Vậy dung lượng tối đa nó chỉ cũng có thể xài được 150 GB mà thôi. Vậy cái 2T này có ý nghĩa gì? Tạo ảo chơi vậy đó. Nếu lỡ như cái chỗ này nó không phải rảnh 150 GB mà nó rảnh 3T thì xài vô tứ, thì xài được 2T ha. Cho nên cái này chỉ là con số ảo thôi, một con số thực là phụ thuộc vào khả năng chứa của cái ổ cứng thực của mình, được chưa? Cho nên ở chỗ này bạn muốn ghi nhiều cũng được trơn, nó không quan trọng. Chỗ này bạn muốn ghi nhiều cũng được. Và thầy ghi khuyến nghị của nó là 50. Thấy chưa?
mình create cái là nó có liền. Theo các bạn cái file này có dung lượng bao nhiêu? Đĩa này nè, đây là đĩa cứng nè, theo các bạn dung lượng bao nhiêu? 50 GB dung lượng bao nhiêu? Tên tên 20 dung lượng 20 GB cực nhỏ không, mình ghi là 50 GB dung lượng có 2 MB thôi. Rồi mình sẽ bắt đầu cài. Bây giờ khi mà các bạn cài Windows, bạn bấm mà chạy á, thì hiện nay máy của mình nó chưa có Win, cho nên nó chạy vô nó cũng ra màn hình đen thui à. Màn hình đó chúng ta gọi là màn hình hệ điều hành gì? MS-DOS ha, mình nói rồi. Bây giờ mình sẽ đưa Win vô. Win của mình là nó là cái đĩa. Win của mình nó là cái đĩa. Trong cái phần software hồi nãy đó các bạn, đĩa ảo nha. Ảo trong phần software hồi nãy. Các bạn chọn set pin. Các bạn chọn vô cái store. Chọn vô ổ CD. Các bạn bấm vô đây. Choose. Nếu như trong máy của mình mà bạn chưa có đưa ổ CD vào thì bạn bấm Add để bạn tìm đến cái Win mà mình muốn cài, Win 10, Win 7, Win 8, Win gì đó. Bạn muốn cài thì bạn đưa cái file ISO vào. Còn thầy đã đưa rồi thì thầy khỏi, thì chọn nó ở đây. Windows 10. Ok. Chọn. Rồi, nó chỉ đường dẫn Windows 10 3.8 V. Đây. Windows 10 64 bit. Ok. Đó. Windows 10 64 bit. Bấm bắt đầu chạy. Thì cái nếu như cái máy mà máy thực của thầy RAM 8 GB, ổ cứng SSD, thì cái quá trình cài đặt của mình nhanh lắm. Nhanh lắm các bạn. Nè, khi quá trình khởi động nó hỏi là bạn có chọn cái CD mà Win 10 64 bit này không? Ok, chạy. Bắt đầu dung lượng tăng nha các bạn. Bắt đầu dung lượng tăng. Trong quá trình cài đặt từ 2 mê mà nó lên đến 8 GB mấy, gần 9 GB đó. Rồi, ở chỗ này mình có lựa chọn gì không các bạn? Các bạn cứ trả lời nha. Rồi thầy sẽ coi video để thầy ghi nhận điểm cộng cho các bạn. Bởi vì hiện nay mà thầy quay qua quay lại cái phần đề mic thì nó bất tiện. Ở đây mình có lựa chọn gì không? Cũng được. Hả? Chọn nhất. Chọn nét hả? Nếu mà mình muốn chọn language install là mình chọn gì? Ở đây là Đó là chọn. chọn cái ngôn ngữ của máy tính mình dùng cho công À, việc. nhưng mà rất tiếc là cái bản này nó chỉ một ngôn ngữ thôi. Nếu mà bạn muốn cài nhiều bản đa ngôn ngữ thì bạn tải về. Rồi cái thứ hai là thời gian Thời và âm. cái này là gì? Currency format là gì? Là định dạng tiền tệ ha. Bạn có thể là chọn theo kiểu nào mình muốn, ví dụ như mình chọn kiểu Việt Nam đó, mình chọn kiểu Việt Nam thì giấy này nó cũng có luôn. Như vậy ngày tháng năm rồi gì đó là nó định nghĩa theo kiểu Việt Nam. Rồi khi mình chọn trong Excel hoặc là trong tính toán nào đó mà mình để kiểu là currency thì nó cũng cho mình kiểu Việt Nam đồng luôn. Nhưng mà thường thì chúng ta để ở đây. Còn là keyboard input thì chúng ta để US cho nó chuẩn. Ở đây các bạn sẽ chú ý nó có hai phần. Các bạn có thấy được hai lựa chọn không? Lựa chọn thứ nhất là gì? Là cài đặt liền, thứ hai là sửa chữa. À,
sửa chữa. Như vậy thì khi nào thì mình sửa chữa? Khi nào mình sửa chữa? Khi giật mình. Khi mà win của các bạn đã có rồi đúng không? Mà nó bị lỗi thì mình chọn là không 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 hẳn là cài lại. Bởi vì cái quá trình cài nó rất là lâu các bạn. Nhưng mà quá trình sửa chữa nó nhanh lắm. Nó chỉ vô nó fix lỗi một cái là nó đi ra. Cho nên là nó nhanh. Chào. Rửa tay. Cho nên là nó fix lỗi nó rất là nhanh. Thì các bạn sẽ chọn là repair nha. Nếu mà lỡ một win của các bạn bị lỗi do update hoặc là lỗi do cài phần mềm thì có thể bạn sẽ chọn repair, nó sẽ ok chứ không nên cài lại. Rồi mình chọn install bởi vì mình chưa có win nào cả. À, cái quá trình cài đặt này nó tùy thuộc vào phần cứng của bạn. Phần cứng của bạn, nếu mà máy của bạn RAM lớn, ổ cứng SSD thì nó cài tương đối nhanh, nó cài khoảng 5-10 phút là xong. Chỗ này làm gì ta? Ít tiếp bản quyền Nhập nhập kỳ bản quyền. à, liên hệ bỏ tiền ra đúng không? Bây giờ mình mới xài thử cho nên mình skip bỏ qua. Nên cài bản nào? Ừ. Cái gì mà nghe chữ rồ là nhất rồi đúng không? Nghe chữ rồ là nhất rồi. Nhưng mà thực chất nếu mà các bạn chỉ xài văn phòng bình thường thì bạn cài home nó sẽ gọn hơn, nó sẽ nhẹ hơn. Còn nếu bạn xài RAW thì nó sẽ đầy đủ chức năng. Nhưng mà thực ra đối với mình xài thì home là đủ. Cho nên thử mình chọn home thử ha. Còn các bạn xài sau này thì các bạn thử chọn RAW. Hồi nãy home thầy đã cài hai bản kia là home. Một cái là cài xong rồi thầy sử dụng rồi thì nó lên 12 GB. Một cái thầy mới vừa cài xong nó là gần 9 GB. Bây giờ thầy chọn home coi để nó cài xong là hết nhiêu GB. Rồi, chỗ này cái gì đây? License. License này vui lòng đọc giùm nha. License này là cái thỏa thuận giữa mình với Windows đó. Windows nó thỏa thuận với mình đó, đọc nha. Đó, đọc 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 rồi thầy đọc xong rồi. Đồng ý. Không, những thỏa thuận của nó mình đồng ý hết. Rồi, không đồng ý thì đi ra. Đâu có cài được. Ở đây nó có hai vấn đề nữa, hai lựa chọn nữa. Thứ nhất nó nói là upgrade, tức là cái upgrade này nó gần như không phải là repair hồi nãy mà nó cũng gần gần như thế, tức là Windows của mình đã tồn tại rồi thì mình mới tính đến cái chuyện là upgrade, tức là nâng cấp chứ không phải là lên level như các bạn. Khác nhau nha. Ví dụ mình có Windows 8 mình nâng cấp lên 8.1, mình có Windows 8.1 mình nâng cấp lên Windows 10, rồi Windows 10 Home mình nâng cấp lên Windows 10 Pro thì cái đó gọi là nâng cấp. Nâng cấp tức là keep nè, nó là and keep file setting and application, tức là giữ lại hệ thống file cũ, hệ thống cấu hình cũ. Ví dụ bạn có hai user, bạn có password, bạn có bảo mật gì gì đó thì nó giữ lại hết. Bạn có cài Office, cài Photoshop rồi gì thì nó tự động nó giữ lại hết. Còn nếu như ở dưới chỉ có cài thôi thì mình chọn ở dưới Custom, tức là nó xóa sạch đó. Rồi ổ cứng của mình hồi nãy 50 GB. Bây giờ nếu bình thường thì bạn cứ bấm cài rồi sau đó mình chia đĩa sau ha, chia đĩa sau giống như cái bài trước mình học chia đĩa. Vậy bây giờ mình không chia đĩa mà mình chọn new, tức là new volume, new ổ đĩa, trong ổ đĩa là 50 GB. Rồi các bạn chọn new, các bạn muốn ổ đĩa của mình mấy ghi thì các bạn gõ vô đây. Thầy cài full đi ha. Thầy cài full để cho các bạn thấy là
mình sẽ không có chia thì nó sẽ như thế nào, mình cài xong thì nó sẽ như thế nào, cài full luôn net. Và cái quá trình này nè, nếu như mà máy của các bạn đủ mạnh thì uống chưa xong ly cà phê, còn máy của các bạn mà hơi hơi yếu tí xíu thì cái quá trình cài đặt này thường là nửa tiếng đồng hồ, thường là nửa tiếng. Còn không biết là mình cài ở đây thì hết bao lâu, vì đĩa của thầy là SSD nhưng mà nó đang xài RAM chỉ có 2 GB thôi, RAM 2 GB, cho nên cái tốc độ của nó cũng không có được như ý. Chứ nếu như mà mình cài full RAM 8 GB thì ổn. Rồi, nó qua một cái máy ảo nữa, cho nên là cái SSD của mình nó lại chậm xuống một tí. Rồi các bạn thấy dung lượng ổ cứng ảo bắt đầu tăng nè. Đó. Như là thấy cái bao mà của thầy hồi nãy nói ha, cái bao mà 2 tetra nó vẫn cứ tăng đều đều, nó tăng khi nào mà hết của anh khả năng thôi. Còn cái bao của mình là chỉ có 50 thôi, 50 GB, còn phần trống của thầy là còn 150 GB, cho nên nó tăng tối đa thì chỉ cũng có đạt được là đến 50 là hết rồi, không thể tăng được nữa. Thì quá trình cài của mình đó, thì nó có nhiều giai đoạn lắm các bạn. Bạn nào cài rồi thì sẽ biết, đúng không? Biết được là cái giai đoạn này mình thấy nó chạy nhanh nhanh vậy đó, chứ còn giai đoạn sau cũng phải chờ tiếp. Giống như là bạn xây cái nhà, có bạn nào từng xây nhà không? Phần này là phần gì đây? Nếu mình xây nhà thì cái phần mà đang chạy này chúng ta gọi là phần gì? Là móng này móng 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 Phần này này rồi chúng ta tạm gọi là phần thô, đúng không? Tức là làm móng rồi xây tường rồi làm gì đó cơ bản thôi là phần thô. Nhưng mà cái phần hoàn thiện á cũng rất là lâu, thì tí nữa vô cái phần hoàn thiện á nó chạy rồi nó kêu là just a moment, chứ là cái moment của nó đợi cũng ngao ngán lắm. Cái này là nó đang xây phần thô đó, tí nữa nó vô nó chạy hoàn thiện rồi bắt đầu nó quay quay quay, cái đợi chút cái đợi chút là mình cũng tương đối nóng ruột á. Nhưng mà hồi nãy giờ cái giai đoạn mà xây thô này cũng tương đối ổn đúng không, máy ảo mà chạy vậy là good rồi đúng chưa nào. RAM của máy các bạn là bao nhiêu? RAM gì thật đâu 8 GB thôi mình 8 GB. sao một sáu Ok, có ai 4 GB có máy nào 4 GB không, giờ có thôi có máy nào 2 GB không? Chắc giờ hiếm ha, máy 4 GB là nhỏ lắm rồi, còn máy 2 GB là cũng khá hiếm. Thì máy 4 GB thì bạn chọn RAM ảo khoảng 1 GB, ảo khoảng 1 GB thì nó chậm hơn 1 tí, mà nếu SSD thì nó nhanh 1 tí, còn HDD thì nó chậm 1 tí nữa. HDD nó chạy chậm bởi vì cái quá trình mà nó chạy để nó ghi đĩa đọc đĩa là nó lâu lắm. Rồi 95% là đã lên là 7 GB rồi, nhanh dễ sợ luôn. Này dung lượng của thằng Home với thằng Pro chắc cũng không chênh lệch nhiều quá ta. Rồi xong cái phần xây thô rồi đó ha, đó xây thô xong rồi, bây giờ vô bắt đầu ráp cửa thôi. Ráp cửa rồi làm nền rồi sơn tường rồi đủ thứ trên đời hết. Không có bấm nha, cái đó bấm thì nó sẽ làm sao các bạn? Cái chỗ hồi nãy nó kêu là press any key to continue, nhưng mà
Nhưng mà nếu mà không bấm, chứ còn bấm là nó chuyện gì xảy ra các bạn. đổi kênh các bạn. Đó. Mình bấm một phím bất kỳ một phát á, nó quay lại, nó cài lại. Bởi vì lý do là gì? Lý do là mình để nó khởi động đĩa mềm đầu tiên, đến đĩa CD, rồi mới đến đĩa cứng. Ha, cái quá trình khởi động nè, nó vô nó tìm đĩa mềm có hệ điều hành không. Nếu mà không có hệ điều hành thì nó qua ổ CD. Nếu như mà bạn không chọn ổ CD khởi động đầu tiên là không cài được nha. Bởi vì mình bắt đầu cài từ ổ CD ảo đó, kể cả CD thực luôn. Nếu như mà bạn không chọn là bắt đầu từ CD thì nó sẽ không có nhận được hệ điều hành để nó cài, không nhận được cái Windows để nó cài. Cho nên là quá trình cài đặt của mình sẽ đặt là khởi động CD đầu tiên, và trong ổ CD của mình thì đặt cái Win 10 vào. Nhưng nếu mà cài đặt xong rồi thì gỡ nó ra. Đó, quá trình cài đặt của mình bắt đầu nó chào hỏi ban đầu đó, khởi động lại xong rồi, chào hỏi ban đầu. Và cái quá trình chào hỏi này cũng không 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 nhanh tí nào. Nó nói là ready, sẵn sàng rồi đó. Nhưng mà nói cho vui thôi. Cái quá trình này nó vòng 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 cũng nhức đầu hơn thằng kia đó. Thằng kia nó nhảy 1 2 3 4, nhiều khi ngồi đếm nó vui đúng không? Còn bạn cài Win mà đến thằng này nó cứ có số cho mình đếm thì cũng được. Mình biết đến 99 là đến 100. Mình còn biết mà mừng. Còn cái này nó cứ vòng vòng hoài vậy đó, mình chẳng biết đến bao giờ là xong. Nhiều khi nó chơi đòn tâm lý. Cái gì mà bất ngờ là hấp dẫn đúng không? Nó cứ vòng 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 phát bụp cái là xong, nhiều khi nó cũng hay. Nó cứ vòng vòng tới. Này này là màn chào hỏi. Giờ lên 8 GB rưỡi rồi. 8 GB tư rồi. Home và bản RAW. Thì hai cái bản này người ta cũng đã phân tích rồi. Bản RAW tức là bản đã fix lỗi, bản đã sửa lỗi, bản đã nâng cấp. Bản Home là nó có một số cái hạn chế về kết nối vân vân. Nhưng mà nếu mà các bạn xài bình thường thì giữa bản Home và bản RAW nó sẽ có hai giá tiền khác nhau nếu bạn xài license. Còn nếu mà bạn xài không license thì nên xài RAW, mắc gì xài Home, kiểu nó như vậy. Thì tùy trường hợp mà các bạn phải lựa chọn đúng. Nhưng mà nếu mà theo khuyến nghị của thầy là nên mua bản quyền thì chắc chắn là bạn phải cân nhắc rất nhiều giữa cái bản Home và bản RAW. Thì lúc này chúng ta phải quay lên vô web, chúng ta xem thử Home và RAW khác nhau cái gì và giá tiền của nó hiện nay như thế nào, thì các bạn sẽ chọn cái phiên bản hợp lý. Đó. Which any case to book from CD or DVD. Một lần rồi ha. Một lần bảo mình phải đợi rồi đó. Vô chiếu cái logo Windows chơi vậy đó. Đợi lần nữa nha. Đừng có chơi đợi nhiều nha. Rồi, lại hỏi khi. Không? Đi đâu cho thoát? Vậy bây giờ chỗ này làm sao để vượt qua đây? Nét không được, bấm đâu được. Làm sao? Key thì không có, chưa mua. Mình sẽ làm gì đây? Nhấn vào do this later. À, làm chuyện này sau. Làm chuyện này sau. Ok. Rồi. Tiếp tục ha. Chỗ này mình dùng một cái setting của Windows.
nó setting cho mình, tức là nó thiết lập cho mình, hoặc là mình tự thiết lập môi trường làm việc, tự thiết lập môi trường làm việc. À, mình dùng cái thiết lập của Windows. Đó, thấy chat moment không? Nhanh lắm, chút xíu là xong. Chat moment. Đợi tôi chút xíu thôi, xong liền. Hai. Ổn chưa ta? Cho xài chưa ta? Turn off your PC. Làm ơn đừng tắt. Đừng tắt máy. Chụp của Đợi mình. Hả? nữa, Sao? đợi. À, lại đợi nữa đúng không? Nhìn vậy đó, thấy hai cái tưởng đâu là hay lắm, vẫn còn đợi. Đó. Chưa xong đâu, đợi tập 2 rồi. Tương tự, yên tâm đi, này là đang đợi tập 2. Cái phần mà cài đặt Win này nha, các bạn tua nhanh, ví dụ như cái đoạn mà bắt đầu vô cái trên captcha này là các bạn tua nhanh đến đầu này nè, chuẩn bị ra phần này thì các bạn chậm lại để cho nó xuất hiện cái, rồi các bạn sẽ tua nhanh tiếp. Nói chung cái gì mà lặp lại liên tục thì các bạn tua nhanh, còn nó có thay đổi là các bạn dừng lại cho thầy. Đó, để mình nhận biết là Win của mình nó sẽ đến những giai đoạn nào. Rồi, dừng tập 2 để coi có dừng tập 3 không hay là vô Win xài đây. Thấy có vẻ hấp dẫn rồi đây. Nhưng mà không biết cho xài hay chưa đây. Chưa anh hỏi, đợi anh mãi. Sao anh hứng hờ, lại chết moment nữa. Đợi tập 3. Rồi, bây giờ đến giai đoạn này. Net thì không được. Bây giờ mình sẽ chọn là skip. Tiếp đi cơ. À, skip. Bỏ qua cái đoạn này. Bởi vì nó nói là sử dụng email, phone. Cái này là mình đã đăng ký với Microsoft. Còn không thì mình bỏ qua cái bước này. Đặt tên. Password. Nên đặt password vào. Chỗ này cái gì ta? Đó là hiện mật khẩu. Hiện hả? Hiện gõ gì vô đây? Gọi Cái con. lại nhớ là gọi hiện mà ta. Thiệt luôn á hả? Gõ lại hả? Ví dụ hồi nãy thì gõ mật khẩu vậy là giờ phải gõ lại vậy luôn hả? Không thầy, em nhớ cái này á, là kiểu như mình đánh sai một mật khẩu á, là cái lần sau nó hiện lên cái mật khẩu đó luôn thầy. À, nó không hiện lên mật khẩu. Mà cái này bạn nào chơi game sẽ biết ngay cái chữ này là chữ gì, HINT là gì. Ẩn Rồi gợi ý thôi, gợi ý thôi chứ làm gì mà có hiện mật khẩu. Gợi ý password chứ không phải là password gợi ý, mình hiểu vậy ha. Như vậy chỗ này thầy gõ ba số 123 thì chỗ này thầy sẽ ghi cái gì đó, mà lần sau thầy lỡ thì quên password, Windows nó nhắc lại, ê hôm trước mày gõ đó nha, rồi là biết. Thấy không, ví dụ ít 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 đó, ví dụ thế thì đứa nào mới biết ít là gì, chuyện của nó sau này nó thằng mò. em nó đặt lại thằng em nó đặt cái chỗ này lại là cái mật khẩu của Mật khẩu là chết luôn á, lại ông tôi ở vào bụi này. Bây giờ giả sử cái password của thầy được gõ ba cái dấu sao vậy đó, bây giờ mật khẩu gợi ý của thầy là ít ít ít, còn sau này lỡ một đứa nào vô phá mà lấy gợi ý password ra ít 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 rồi sau đó điền cái password này là cái gì là tùy đó nha.
Thầy gợi ý vậy đó. Cái đó gọi là gợi ý cho password. Nhớ nha, có những cái thấy đơn giản mà không phải đang giỡn. Rồi, welcome. Có vẻ bây giờ không chờ nữa. Hai tiếp. Rồi, bây giờ đến setting. Setting set up for you. Mọi thứ cho bạn. Thôi, đừng có lâu. Không lâu đâu, không lâu đâu. Không lâu đâu. Không, cái gì nó cũng dụ hết trơn. Cái này không có lâu đâu, mà không biết bao lâu. Đang thiết lập các ứng dụng. Setting up your application. Thiết lập các ứng dụng cho mình. Không, không lâu đâu mà nãy giờ cũng không nhanh. Không lâu. Ai nhắn gì thế? Taking care cái gì cũng có vẻ như rất nhanh nhưng mà không thấy nhanh. Các bạn trong quá trình cài đó, các bạn canh giúp thầy nha. Kiểm tra phần cứng của mình. Thứ nhất là RAM, RAM thực bao nhiêu, ổ cứng của mình là ổ cứng gì, rồi RAM ảo của mình là bao nhiêu. Rồi sau đó các bạn sẽ canh thử là cái thời gian cài đặt của mình win là hết bao lâu nha. Canh thử để sau này mình có thể là mình dự đoán được là với win này, với RAM này, với ổ cứng này thì mình cài trong bao lâu. Nếu mà máy tính của thầy cài full RAM trên ổ thực, máy thực thì khoảng 10 phút. 10 phút là cài xong. 10 phút là nếu như mà mình có từ USB đó. Chứ còn nếu mà bạn cài từ CD là nó phụ thuộc vào cái tốc độ CD. USB thì nó cũng phụ thuộc vào USB là tốc độ 2.0 hay là 3.0. Đó, nói chung là tốc độ nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều thứ. Còn nếu mà các bạn chạy từ CD thì không nhanh được đâu nhé. Phải chạy từ USB 3.0 thì tốc độ nó mới nhanh được. Bởi vì nó còn phụ thuộc vào tốc độ đọc. Còn tốc độ ghi xuống ổ SSD của mình thì nhanh rồi. Còn phụ thuộc vào tốc độ đọc nữa. Rồi, chắc có vẻ là ổn rồi. Đúng không? Có thay đổi là có triển vọng rồi. Chờ đợi là hạnh phúc. Lớp mình có đứa nào chờ đợi gì không ta? Để hết pin này thầy, Đợi để xong xong hết pin luôn. hết pin luôn rồi hả? Trong đời mình có cái gì chờ đợi mà gây ấn tượng nhiều? Cái này chắc có chờ đợi người yêu quá thầy. Chờ đợi người yêu. Cái này là Thường là phải chờ cross set tin nhắn chứ. hấp dẫn lắm luôn ha. Cái này là chờ đợi nó đồng ý thôi chứ không có đợi đáp tin nhắn. Sẽ sẵn sàng sớm thôi. Dạo này mà có bồ xong rồi khoảng cỡ gần nửa năm nay mà không có đi thăm được rồi sao ta? Chia tay luôn này không? Chia tay luôn hả? Buồn vậy. Giờ thầy không có biết cảm giác đó như thế nào.
Thầy thử thử đi thầy. Thử coi. Thầy thầy là ngày nào cũng gặp rồi, đâu có cần phải nửa năm hay năm gì. Ok, như vậy là chúng ta đã cài đặt xong và nó cài đặt cái cạc mạng cho mình. Thì trong quá trình cài đặt mình xét có cạc mạng là nó sẽ cài đặt luôn cạc mạng luôn. Và phía bên trong này mình cũng có thể sử dụng được internet. Ok, mình có thể thử vào một trang thử coi nào. Rồi, về sau khi cài đặt xong thì máy của chúng ta là 8G6. Rồi, đã vào được Internet trong máy ảo. Và trong này thì các bạn sẽ thực hành được những cái bài tiếp theo. Ví dụ như là chia ổ đĩa. Chia ổ đĩa. Rồi các bạn cài Raver. Và bây giờ chúng ta vô chúng ta xem driver của cái máy ảo này nó đã thiết lập đầy đủ hay chưa. Driver tương tự chúng ta sẽ vào Git PC, chúng ta chọn manage. Rồi, ở trong này tại vì sao mà cái bảng mà chúng ta chọn lít chuột phải lên chúng ta không thấy new user, bởi vì cái bảng này là chúng ta thề bảng home. Bảng home home là gia đình, là cá nhân chúng ta xài thôi, cho nên không nhất thiết là phải tạo thêm một user mới, cho nên là trong này nó không có new user. Như vậy để mà các bạn thực hành được cái bài mà tạo new user đó thì các bạn nên cài cái bảng raw. Đó, như vậy thầy cài cái bảng home lên để cho các bạn so sánh với bảng raw là vậy đó. Bảng home thì bạn vô đây bạn không thấy cái phần quản lý user. Được chưa? Bảng raw mới thấy. Rồi, nó khác nhau vậy đó. Rồi bây giờ ở trong này mình sẽ thấy một cái thiết bị mà nó không có phần cứng, à, xin lỗi không có driver. Mình sẽ xem thử thiết bị này là thiết bị gì. Đây có một số thiết bị mà nó không nhận được cái driver. Mình có thể copy cái này ra để mình đi tìm cái driver của nó. Tìm driver của nó. Như vậy driver này bạn thử mình tìm ở bên ngoài thế nào. No. À, mình copy đưa ra ngoài chưa được. Vậy thì mình tìm bên trong. Mình tìm trong này. Trong này mình vẫn vô được nét rồi mà. Mình tìm bên trong này. Cái máy bên trong nó chạy chậm. Chậm thì RAM nó nhỏ. Và tốc độ RAM nó đẩy bên ngoài lên thì cũng sử dụng gần như hết rồi. Cho nên là các bạn thấy là tốc độ bên trong và bên ngoài nó cũng đều ngốn hết RAM của mình rồi đây. Memory nè. Chrome nó chiếm khá nhiều, chắc là mình phải tắt bớt Chrome đi để coi thử là nó hạn chế được bao nhiêu. Rồi. Ok. Thử lại xem nào. Rồi, Chrome giảm xuống rồi. Camtasia đang ghi. Rồi, ok, thằng này. Thằng này tại sao? Đố các bạn tại sao là nó chỉ có 84 MB trong khi mình lấy 2 GB rồi. Mà sao nó báo có 84 alo, bạn nào biết? Tại sao thằng VisualBox này mình lấy 2 GB mà nó không báo 2 GB mà nó báo chỉ có 84 MB. Sao các bạn? Hiện giờ nó chỉ xài 84
Chừng nào nó xài hơn nữa thì nó lên. À, hiện nay nó xài 84 rồi, ok. Để mình vô đây mình thử coi nó xài nhiều. CPU nó lên trăm luôn nè, memory của nó nè, thấy không? Ở đây là những ứng dụng này mỗi cái là mấy chục không mà làm gì có 84. Rồi cái thằng này không là 66 rồi đó. Cho nên là các bạn phân biệt ở chỗ này nè, chỗ này đó là 84M này là bản thân nó chiếm của người ta hết 2 GB rồi mà nó chiếm thêm 84M nữa. 84M này là 84M của cái 4G chứ không phải 84M của 8G nha. 84M này là của cái RAM 4G còn lại, RAM 6G còn lại đó. 6G còn lại của thầy 8G nó xài hết 2G rồi, còn có 6G thôi thì nó xài 80 mấy G nè. 80 mấy M này là của cái thằng 6G đó đó. Còn cái 2G này là nó vứt qua bên này rồi, nó không tính nữa. Chứ không phải là nó xài ít nha. Rồi CPU nó xài cái gì mà dữ vậy? Rồi cái thằng này là chạy nó chiếm dữ dội quá. Rồi cái này là nó mới cài lên, tí nữa mình sẽ thanh lý nó đi ha. Install Worker. Tí nữa mình thanh lý nó đi, nó sẽ giảm xuống, nó tăng máy lên. Đó, như vậy thì các bạn sẽ update driver lên nha. Các bạn sẽ nghiên cứu update cái driver lên. Rồi, đến đây cái quá trình cài đặt các bạn có ý kiến gì không? Cái phần update driver, rồi chúng ta sẽ phổ biến sau. Quá trình cài đặt có ý kiến gì không nào? Ổn như thế ạ. Ổn đúng không? Cài đặt Dạ. là quá dễ mà. Quá dễ. Thấy Đó. trong lab người ta cũng chỉ rồi mà. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà chỉ nhưng mà cài sống thì nó cũng vui hơn. Lab nhiều khi có những cái mà không có giải thích cụ thể, không có giải thích cặn kẽ.